Xin chào mọi người. Tối nay mình sẽ có một cái phát trực tuyến đầu tầm 10 giờ tối, 10 giờ cho tới 10 rưỡi. Mình sẽ lướt nhanh về tất cả những cái thứ đang xảy ra trên toàn cầu cho bạn. Nhưng trong cái video này, mình sẽ nói về cái suy nghĩ của mình. Bất cứ một cái nước nào mà ngay bây giờ người ta đang trồng trọt thì người ta vẫn có được tự do. Người ta sẽ trở thành những cái nước giàu có và sung sướng trong những cái năm tới đây. Những cái nước hồi đó đến giờ gọi là giống như là cho là một ví dụ là nước Mỹ, đúng không? Hồi đó là mọi người được mơ tưởng để được đi Mỹ, vân 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 vân. Thì trong tương lai tới đây, mình không nói là vài ngày tới đây, vài tháng tới đây mà nhưng mà mình đang nói là vài năm tới đây, thì nó sẽ trở thành cái nước thứ ba. Cho những người nào mình nói những nước thứ ba mà không hiểu là hồi đó mình ở bên Mỹ, thì bên Mỹ á, gọi nước Việt Nam, những cái nước mà nhỏ và lẻ gọi là nước thứ ba, có nghĩa là những cái nước thứ ba có nghĩa là những cái nước nghèo nàn. Thì bên Mỹ trong tương lai là một cái nước nghèo nàn. 1% nho nhỏ nước Mỹ giữ hết tất cả tài sản, gọi là 90+% tài sản của nước Mỹ, còn số nhiều là nghèo và đói. Thì nước Mỹ sẽ trở thành cái nước thứ ba. Có nghĩa là những cái nước nghèo đói, những cái nước mà bạn không muốn gọi là cái gì đó, qua đó để ở. Ok. Riêng mình, cái gọi là vừa rồi là mình về hưu lúc 36 tuổi, thì mình có rất là nhiều thời gian để học tập và nghiên cứu và tìm tòi, tò mò, đúng không? Thì những cái thông tin mình đang lan tỏa cho bạn 3 năm vừa rồi trong qua cái nền tảng YouLove mang tên là Tiên Academy, thì qua những cái kiến thức 4 năm mấy mình học được trước đó, gọi là mình còn ngu còn hơn một cái thứ gì nữa nha. Bởi vì mình quá bận rộn với công việc, mình quá bận rộn với làm ăn, cái công việc làm ăn của mình, quá bận rộn với công ty, quá bận rộn chạy theo đồng tiền. Và bởi vì vậy kiến thức mình không có. Và cái trường hợp vừa rồi mình đã trải qua, thì ngay bây giờ 99.9% con người thì đang trải nghiệm. Thì nó là vậy. Tối nay mình sẽ cho bạn thêm vài tất cả những thông tin mới nhất của tiền điện tử cũng giống như Bitcoin tối hôm nay 10 giờ tối. Vậy thôi, xin chào mọi người.